Người thân xuyên không thành võ đại lang trong Thủy Hử vừa mới bắt đầu đã cưới Phan Kim Liên, có thể tăng thuộc tính bằng cách nhận điểm cảm xúc. Điểm cảm xúc từ sự ghê tởm của Phan Kim Liên cộng 3, chết tiệt. Nếu Phan Kim Liên ghét mình mỗi ngày, không phải chỉ nằm ở nhà cũng có điểm cảm xúc sao? Tối nay là đêm tân hôn của họ. Thấy biểu hiện ghê tởm của Phan Kim Liên đối với mình, anh ta lập tức mất hứng, cũng không có ý định ép buộc cô. Vì vậy, đại lang vào bếp làm bánh nướng, ngày mai đem bán. Phan Kim Liên ngửi thấy mùi thơm của bánh, không kịp được mà đến gần. Trước đây anh không bán thứ này mà. Ừ, đổi bánh mới rồi. Đây là bánh nướng. Tên gì nghe kỳ kỳ. Nếm thử cái vừa nướng xong đi. Phan Kim Liên thử một miếng, cảm thấy không thể tin được khi nhìn chiếc bánh trong tay. Thật sự là anh làm sao? Điểm cảm xúc từ sự ngạc nhiên của Phan Kim Liên cộng 3. Ăn thêm cái nữa. Mê mơ. Phan Kim Liên nhìn thân hình thấp bé của đại lang, không ngờ người đàn ông này có tay nghề như vậy. Cô bắt đầu có chút đánh giá cao anh, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Điểm cảm xúc từ sự đánh giá cao của Phan Kim Liên cộng 3. Kết thúc. Chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ hoàn toàn yêu tôi. Trước tiên, hãy kiếm chút điểm cảm xúc để bản thân phát triển hơn đã. Sáng hôm sau, rất cô sớm, đã mang gánh hàng ra ngoài để bán. Vừa ra khỏi cửa, Tôn đã nhìn thấy người quen trong bộ phim gốc Đại Lão. Có dịp hãy đến đây uống trà nhé. Ba chủ quán trà đối diện, bà Vương, đang gác chân vừa lên, ăn hạt dưa vừa uống trà. Cười tươi chào hỏi, chào bà Vương. Có dịp nhất định tôi sẽ đến uống trà. Mời đến nơi, Tôn cũng không muốn làm mất lòng bà ấy. Cứ khách sáo đáp lại, chị ơi, có chuyện gì vậy? Bà Vương chính là người kết nối giữa Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên. Là người có công lớn nhất. Nếu không có bà thì chuyện đó không thể thành công. Bánh quầy của Đại Lãng rất được mọi người yêu thích. Trước giờ ăn trưa đã bán hết sạch. Khi cô trở về nhà, Phan Kim Liên đang rửa rau chuẩn bị nấu ăn. Cô có chút ngạc nhiên. Đại Lãng, sao anh lại về sớm vậy? Bánh quầy không bán được sao? Đã bán hết rồi. Nhanh vậy sao? Bánh quầy là tay nghề độc quyền của tôi. Trên thị trường không có nên tự nhiên bán nhanh. Đây là số tiền tôi kiếm được hôm nay. Phan Kim Liên cũng cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ anh có thể kiếm được nhiều như vậy trong một ngày. Đại Lãng, nếu chúng ta bán thêm một chút mỗi ngày thì chẳng phải chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn sao? Đúng vậy, chỉ là tôi ngủ hơi ít nên ban ngày cần phải ngủ thêm một chút. Sau này tôi có thể giúp anh. Anh lên nghỉ trước đi, để tôi dọn dẹp. Mê mơ, Kim Liên nhìn về bóng dáng thấp bé xấu xí của Tôn, trong lòng cũng có chút an ủi. Dù xấu xí thật nhưng ít nhất đại lang biết kiếm tiền. Ngày hôm sau, đại lang không chuẩn bị ra mà ngoài, mở cửa hàng ngay trước cửa nhà để khách tự đến mua. Điều này tốt hơn nhiều so với việc anh chạy tới chạy lui. Đại lang, anh bán ở nhà như vậy có khách đến không? Có chứ. Của nhiên, vừa mở cửa không lâu, khách đã ùn ùn kéo đều đến. Đều là khách quen của anh. Không thấy anh ra ngoài, họ đã tự tìm đến. Phan Kim Liên đứng bên cạnh giúp anh chăm sóc việc buôn bán. Hàng xóm thấy vẻ đẹp như tiên của cô, đều ghen tị với cái phúc khí của anh. Phúc khí quá tốt. Bà Vương ở đối diện thỉnh thoảng liếc nhìn Phan Kim Liên, còn phát ra tiếng khen ngợi. Bà Vương đã chú ý đến Phan Kim Liên. Sắp có sự xuất hiện của Tây Môn Khánh. Tiếp theo cần phải nâng cao tất cả thuộc tính và thể chất và sức mạnh. Như vậy thì có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không lo lắng quá nhiều về những ngày tiếp theo. Vì không cần phải ra ngoài chạy luôn. Còn có Phan Kim Liên làm biển hiệu đẹp, lượng hàng bán ra mỗi ngày gần như gấp đôi. Bỗng từ xa vang lên tiếng rao bán lê giòn. Lê giòn vừa thơm vừa ngọt. Nếu tôi không nhìn nhầm, chàng trai này tên là Vận Ca. Trong kịch bản gốc, cậu ấy cùng đại lang bán hàng, kiếm sống bằng cách bán trái cây để nuôi cả nhà. Vì đều làm ăn nhỏ lẻ nên quan hệ với đại lang rất tốt. Quản lý Ngô, chỗ của anh có thiếu nhân lực không? Tôi làm từ sáng đến tối, thời tiết lạnh như thế này thật khó chịu. Chỗ tôi vừa thiếu nhân lực. Thật sao? Đương nhiên rồi. Tại sao lại lừa bà? Ngày mai có thể qua làm. Được rồi, ngày mai có sự tham gia của Vận Ca, đại lang và Kim Liên sẽ dễ thở hơn nhiều. Tới tối, tính toán sổ sách. Ngày hôm nay đã kiếm được hơn 500 văn. Phan Kim Liên gần như không thể tin được. Dù sao thì trong thế giới này, đi một làm tháng bình thường chỉ khoảng 1.000 văn. Nhưng bạn lại nhớ mày, vì bây giờ kiếm tiền chậm quá và thời gian dành cho bạn ngày càng ít. Tiền kiếm quá chậm. Tôi muốn cải tạo cửa hàng một chút, mở rộng kinh doanh. Đại lang, chẳng lẽ bây giờ kinh doanh vẫn không tốt sao? Nàng không cần phải lo lắng, tôi sẽ làm nhiều món ăn vặt. Bánh quầy chỉ là một ngành nhỏ, cần làm thêm nhiều món khác để kiếm nhiều hơn. Đại lang, bạn không cần phải nói nữa. Tin tôi là được. Kim Liên tuy lo lắng, nhưng nếu đại lang có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cô cũng vui. Quả thật, việc kinh doanh của cửa hàng mới rất phát đạt. Điều này đều nằm trong dự đoán của bạn. Tốc độ tích lũy điểm cảm xúc cũng nhanh hơn gấp mấy lần trước đây. Hệ thống, chủ nhân có chỉ thị gì? Đổi toàn bộ điểm cảm xúc sang thuộc tính sức mạnh, đang nâng cao thuộc tính cho chủ nhân. Giá trị vũ lực của xà nhân lập tức nâng lên 237 cân. Hai cánh tay và đôi chân như có sức mạnh vô biên. Hắn chạy ra sau vườn, thấy trong góc có một tảng đá nặng khoảng 100 cân. Xà nhân thấy xung quanh không có ai, hai tay đưa ra nắm lấy tảng đá. Sau đó, hắn mạnh mẽ dùng, thậm chí đã nâng nó lên được. Không chỉ có vậy, hắn còn cân nhắc một hồi rồi mới đặt xuống. Bây giờ sức mạnh của tôi đã vượt xa người bình thường. Chỉ cần một cú đấm là có thể đánh bại một thằng nhóc Tây Môn. Cứ cho mà chết đi. Nhìn xem trứng trà và cơm trên trứng vàng đang hắt đến mức nào. Người hầu lại bắt đầu bàn bạc về việc mở chi nhánh. Chỉ là bạn không chắc người khác quản lý chi nhánh có thể tích lũy được điểm cảm mà xúc. Mà lão Trang từ khi Phan Kim Liên bị đưa đi thì suốt ngày không yên, càng nghĩ càng tức. Cô gái xinh đẹp mà hắn thèm muốn đã lâu lại đi lấy chồng như đại lang. Lão Trang hy vọng Phan Kim Liên sống khổ sở, muốn khiến nàng hối hận vì đã không theo mình. Kết quả người hầu lại bảo hắn cuộc sống của đại lang lại càng ngày càng tốt, tìm thời gian qua đó mà chê bai đồ ăn của hắn, đánh sập cửa hàng của hắn, không thể để hắn sống yên ổn, hiểu không? Tôi hiểu, tôi sẽ đi hỏi.